anh chị em thân mến hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa Chúa Nhật thứ nhất mùa chay năm B mời anh chị em đứng nhân danh Cha và Con và Thánh Thần Amen tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco khi ấy Thánh Thần liền thúc đẩy Chúa Giêsu vào Sa Mạc và người ở đó bốn mươi đêm ngày chịu Satan cám dỗ sống giữa loài dã thú và có các tên thần hầu hạ ngài. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu đến xứ Galilea rao giảng tin mừng của Thiên Chúa và nói: Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Anh chị em thân mến, mùa trái thánh giáo hội mời gọi chúng ta cùng bước vào hoang địa với Chúa Giêsu 40 đêm ngày để thanh luyện trí lòng hầu đủ sức mạnh chiến đấu với các cam dỗ nhất là thời đại ngày hôm nay vâng thưa anh chị em một thời đại xuất hiện quá nhiều cám dỗ do Satan bày ra hầu ra sức phá đổ hội thánh Chúa Kitô quả thật anh chị em thân mến hơn bao giờ hết Giáo hội đang đối diện với một sự khủng hoảng đức tin lớn lao vì có rất nhiều tín hữu rời bỏ đức tin của mình. Họ không thể đứng vững trước các cam dỗ. Vì thế, khi bắt đầu 40 ngày chay tịnh, giáo hội thiết tha kêu gọi con cái của mình hãy tận dụng thời gian hồng phúc này để hoán cải, thanh luyện tâm hồn, hầu có thể có sức để củng cố đức tin bởi vì nó như tiến sĩ cho Google thành viên cao cấp của trung tâm đạo đức và chính sách công cộng Washington trên khắp thế giới ngày nay không khí văn hóa mà chúng ta đang hít thở không truyền tải đức tin và cũng không trung lập về đức tin đó là thứ không khí văn hóa thù địch với đức tin và khi sự thụ địch đó chiếm được đỉnh cao chỉ huy của các nền chính trị, nó sẽ ráo riết tìm cách gạt đức tin ra bên lề. Chẳng hạn, điều xảy ra khi các chính phủ tìm cách áp đặt tư tưởng giới tính lên xã hội bằng cách trừng phạt những người vì lý do niềm tin không chịu khuất phục trước quan niệm có hại về tính tùy tiện vô hạn của con người ý tưởng kinh thánh và ki tô giáo về con người bị hình sự hóa. Và khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành, người ta lợi dụng nó như khí cụ để đóng cửa các nhà thờ, mong cho đức tin của các tín hữu bị chôn vùi trong nỗi sợ hãi vì dịch COVID. Edward Barr là giáo sư đại học có bằng cao học thần học tại Học viện Thánh Augustino đã kể một câu chuyện dí dỏm như sau. Quỷ sứ đã đến dự thánh lễ cuối tuần này. Có vẻ như quỷ sứ đã dành phần lớn năm 2020 trong địa ngục và nó đã không đích thân đến thăm thế giới của chúng ta. Nó đang phải đối mặt với một số lượng ngày càng tăng của những người không có niềm tin đang lũ lượt gia nhập vào hàng ngũ của nó một ngày nọ quỷ sứ nhận được một cuộc hẹn đến gặp một người mới gia nhập đạo nó hơi bị sốc khi địa điểm cuộc gặp là một nhà thờ công giáo khi đến nơi nó tiến nhanh vào cửa chính có vẻ như thanh lễ sắp bắt đầu Mặc dù nó nhận thấy không có bao nhiêu người hiện diện trong nhà thờ Đi ngang qua giếng rửa tội Quỷ sứ nhận thấy cái giếng trống rỗng Không có một giọt nước Nó hỏi Không có nước thánh à Rồi nó cười khúc khích vui vẻ Ô không Vị Linh Mục nói Chúng tôi không muốn lây lan bất kỳ vi trùng nào Ồ tôi đồng ý như thế quỷ sứ nói Tôi đồng ý 100% không nên để lây lan dịch bệnh. Vị linh mục hướng dẫn quỷ sứ tiến sâu vào trong nhà thờ. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt của quỷ. Hầu như nó chẳng nhận rõ khuôn mặt của ai cả. Tất cả bịt mặt bằng khẩu trang. Ô, oh, cha che mặt các tín hữu à? Vị linh mục mỉm cười. Tất nhiên rồi, chúng tôi tin vào sự an toàn. Hơn nữa ngày nay mọi người rất sợ hãi. Vị vỗ tay, tuyệt vời. Họ nên sống trong sự sợ hãi. Nhưng hãy nói cho tôi biết tại sao có quá ít người ở đây. Vị linh mục thở dài. Cha vì không có nghĩa vụ phải tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Cái gì? Quỷ sứ kêu lên, không có nghĩa vụ à? Tại sao? Tôi nhớ mà, tôi nghe nói rằng giáo hội không bao giờ cho phép bỏ thánh lễ ngày Chúa Nhật, cho dù có chuyện gì xảy ra trên thế giới, chiến tranh, dịch bệnh và bất cứ điều gì. Sự ngạc nhiên của nó nhanh chóng chuyển sang sự hài lòng. Lũ lâu la của hắn chắc chắn đã làm việc rất tốt khi nó vắng mặt trên trái đất. Làm thế nào các vị ban các bí tích cho người tín hữu? Vị sứ hỏi. Đáng buồn thay chúng tôi không thể. Quỷ mịm cười. Không có bí tích trong nhiều tháng. Giờ thì nó đã biết tại sao đột nhiên có nhiều người gia nhập hàng ngũ của mình. Anh chị em thân mến một câu chuyện vui để cho chúng ta biết chúng ta đang đứng trước những thách đố về cám dỗ cho đời sống đức tin của mình. Vì thế trong sứ điệp mùa trái 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi trong suốt mùa hoán cải này, chúng ta hãy canh tân đức tin của chúng ta kín múc nước hàng sống của niềm hy vọng và mở lòng đón nhận tình yêu Chúa là đấng đã làm cho chúng ta trở nên anh chị em trong Chúa Kitô. Canh tân đức tin anh chị em thân mến. Vâng. Canh tân đức tin là hành động cốt yếu trong mùa chay thánh này và canh tân đức tin chính là chấp nhận sự thật và làm chứng cho sự thật trước Thiên Chúa và trước tất cả anh chị em của mình. Điều đó có nghĩa là chúng ta đón nhận điều đã được mặc khải qua con người Đức Giêsu Kitô. Hay nói cách khác, chúng ta tin nhận Chúa Giêsu là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến gặp được Thiên Chúa Cha. Hầu chúng ta nhận được một sự sống viên mãn. Anh chị em thân mình, Việc canh tân đức tin được khởi sự bằng một hình thức tư bỏ chính mình Đó là chay tịnh Đức Thánh Cha Francisco Cô đã quả quyết Chay tịnh giải thoát chúng ta khỏi tất cả những gì đè nặng lên cuộc đời của chúng ta Như chủ nghĩa tiêu thụ Hay tình trạng thừa mứa thông tin Cả thông tin thật lẫn thông tin giả Để chúng ta có thể mở lòng ra với đấng đến với chúng ta khó nghèo trong mọi sự nhưng đầy tràn ân sủng và sự thật đó là con thiên chúa đấng cứu độ chúng ta canh tân đức tin để chúng ta làm trỗi dậy kinh nghiệm sống đức tin thời các thánh tông đồ thưa anh chị em để chúng ta có thể can đảm chiếu sáng đức tin của chúng ta trong thế giới tục hòa hôm nay. Thật vậy, thời các tông đồ là thời mà những người vô danh tiểu tốt sống bên lề của một thế giới tự tưởng tượng mình là văn minh đã bất ngờ xuất hiện để chuyển đổi thế giới đó sang một thế giới đặt niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô là Chúa của họ. Họ phải đối mặt với sự chế diễu Một số người nghĩ rằng họ say rượu Họ đầy rượu rồi Những người khác coi họ là những người nói lạm nhảm Như Thánh Phaolô đã nhận ra trên đồi Areopagus Của thành nhà điện Vẫn còn những người khác cho rằng họ điên rồ như khi thống đốc La Mã Festo hét lên với Phaolô, ông Phaolô, ông điên mất rồi ông hay chữ quá nên hóa điên. Nhưng các tông đồ vẫn kiên trì. Các ngài đã thể hiện một cách sống khiêm tốn hơn, nhân ái hơn. Một số đã chết như những vị tự đạo. Và đến năm 300 sau, Chúa Giáng sinh, họ đã cải đạo một phần đáng kể. Đế quốc Roma sang niềm tin vào Chúa Kitô. tộc thưa anh chị em để cho việc chay tình trở thành nguồn cảm hứng giúp chúng ta củng cố đức tin của mình trước tiên chúng ta phải loại bỏ khỏi mình những bận rộn vô ích để có thời giờ tìm đến với lời chúa lời mà giáo hội đã truyền lại từ thế hệ này đến thế hệ khác đó là sứ điệp mà tất cả chúng ta có thể nhận lãnh và hiểu biết nhờ vào sự khôn ngoan của một tâm hồn biết mở rộng trước sự vĩ đại của Thiên Chúa. Đấng đã yêu thương chúng ta ngay cả trước khi chúng ta nhận thức được điều này. Và hãy dành thời giờ để cầu nguyện vì chính đây là con đường dẫn chúng ta đến gặp Thiên Chúa giàu lòng thương xót chúng ta sẽ nhận ra tình yêu của ngài phụ kín cuộc đời chúng ta để chúng ta sẽ đi ra khỏi nỗi lo âu của dịch bệnh khi đối diện với thiên chúa qua những giây phút cầu nguyện chúng ta nhận ra rằng dịch covid cũng là cơ hội để chúng ta suy gẫm lại cuộc đời của chúng ta bởi sống trong một thế giới phẳng chúng ta bị cuốn hút vào trong vòng xoáy của một thế giới hưởng thụ ích kỷ con người cha đạp lên nhau để sống và chúng ta cũng để cho đời sống đức tin của chúng ta cũng bị chết ngộp giữa những cơn lốc của chủ nghĩa tiêu thụ này cầu nguyện để đưa chúng ta về tìm lại với nguồn mạch của sự sống đích thật chính là gặp được thiên chúa lệ chúa Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban tặng cho chúng con mùa chay thánh này. Để chúng con có cơ hội nhìn lại đời sống đức tin của chúng con. Thúc đẩy chúng con làm cuộc hoán cải trở về với ơn gọi của một người Kitô Tô ở Úc. Để chúng con thoát khỏi lối sống vô cảm. can đảm giơ tay ra để xây dựng một nền văn minh tình yêu. Điều mà chính Đức Kitô đã dạy chúng con các con hãy yêu thương nhau và đó cũng chính là cách thế để chúng con thắp sáng niềm tin của mình Amen